đang quay một cái cảnh là đánh nhau thì em xỉu luôn chị. Mọi người nói trộn Ngọc nhập dài dễ sợ. Ủa sao nhập xỉu lâu quá không tỉnh. 9 giờ mấy là lên ngủ rồi. Đến khoảng 12 giờ mấy tự nhiên em đau bụng quá, mà thật sự lúc đó mình cũng không biết đó là dấu xanh. Thì em đi toilet ra xem ấy, có máu báo xanh. Đó, vậy đi đẻ đấy. Đó, có máu báo xanh rồi. Mà chị biết không, lúc đó mới xỉn dầu và xỉn xỉn mới vừa vô giấc ngủ, kiểu anh hoảng hồn quá, chị không biết vụ gì. Đẻ gì, ai đẻ. Mà hai con mắt ổng lệch ra hai bên luôn á chị. Mời quý vị đã quay trở lại với chương trình Chát với Mẹ Bỉm Sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Chương trình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào chị Lan, xin chào chị Em và xin chào tất cả quý vị khán giả. Lâu lắm rồi mới gặp lại em ha. Thôi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện công việc đi, mình tập trung vào cái chuyện làm mẹ của mình đi. Cảm xúc của mình khi mà lần đầu tiên mình biết tin mình mang thai nó như thế nào? Nó cũng khá là nhiều kỷ niệm đối với em. Bởi vì khi mà em có baby thì trước đó em đã chuẩn bị cỡ khoảng 6 tháng để mà lên kế hoạch. Khi mà nhận được cái thử cái que mà được hai vạch á, thì cái cảm xúc của em lúc đó là mừng. Bên cạnh đó, bên cạnh cái sự vui mừng đó là lại bắt đầu lo. Vì không biết là ở hành trình sắp tới mình sẽ như thế nào, con nó sẽ diễn biến như thế nào, đối sẽ lớn lên với sao. Cái gì? Dạ, thì... Ủa nhưng mà Ngọc, cái dấu hiệu nào mà em quyết định là thử que? Em chỉ nhớ là lúc đó em đang quay phim. Em đang đi quay cái phim của anh Xuân Phước. Bình thường em là một đứa gọi là đi làm không biết mệt. Có thể quay từ 6 giờ sáng đến 2-3 giờ sáng. Nhưng mà tự nhiên hôm đó đang quay một cái cảnh là đánh nhau thì em xỉu luôn chị. Mọi người nói trộn Ngọc nhập dài dễ sợ. Mọi người nói trời nhập dài dễ sợ xong thấy ủa sao nhập xỉu lâu quá không tỉnh. Xỉu lâu quá không thấy tỉnh. Cái mọi người mới thấy mới biết là em bị xỉu thiệt. Cái lúc mà anh Xuân Phước bế em lên xe cái thì mình bắt đầu tỉnh rồi. Anh ơi em tỉnh rồi, thôi không cần đi bệnh viện nữa đâu. Tôi đang hình dung ra cái hình ảnh của anh Xuân Phước mà bế dịp bóng Ngọc nó kỳ lắm nha. Tại vì anh Xuân Phước thì body của ảnh nó cũng vậy đó anh, sự vui không khúc và sau đó thì em mới kiểu như mình thấy cái người mình nó có một cái gì đó nó lạ, thì sau đó em mới thử que thử. Là lúc đó em đã thả cho có baby rồi, thử lần thứ nhất thì không có ra, nhưng mà thử 2-3 lần sau bắt đầu mua bao nhiêu que. Chụp que chưa cũng may là gần cuối phim rồi thì cũng thông báo với lại cho anh Xuân Phước biết là em có baby như vậy, để mà khi mà có những cái cảnh quay mạnh hay như thế nào đó thì tiết cũng mình cũng phải tiết chế lại. Sau cái phim của anh Xuân Phước đó thì là bắt đầu em nghỉ quay và bắt đầu một cái hành trình là chăm con. Thật ra nha, cái tâm lý mà mình vui khi mà mình thấy là mình hai vạch rồi sau đó là hoảng loạn thì cũng là tâm lý rất là bình thường. Đúng. Của rất là nhiều bà mẹ, mặc dù là đã có một cái quá trình chuẩn bị. Và nó đặc biệt hoang mang nhiều hơn với một vài những cái gọi là những cái đặc trưng của từng bà mẹ, ví dụ như là như Ngọc Lan hoặc là như Diệp Bảo Ngọc. Cái nghề của các bạn nó đòi hỏi rất nhiều thứ liên quan đến hình thể và cái nhịp độ công việc, nó ảnh hưởng trực tiếp đến thai kỳ, cho nên rất là dễ bắt gặp cái trạng thái đó. Bây giờ mình qua cái giai đoạn là chăm con trong bụng nè, cái hành trình đó nó như thế nào, nó có êm ả hay không? Nếu như mà nói, nếu mà cho em quay ngược thời gian trở lại á, chắc em sẽ không có chọn cái giải pháp là khép mình. Khi mà có baby xong, lúc đó thì em cũng không muốn là cuộc sống riêng tư của mình thể hiện trên mặt báo quá nhiều. Thì lúc đó là em im lặng ở nhà và em giảm tiếp xúc. Dạ. Wow. Có nghĩa là bây giờ cho đến thời điểm này em suy nghĩ lại, em không nghĩ là tại sao lúc đó mình có thể cô lập mình như vậy. Chỉ ở nhà bên nhà nội hoặc nhà ngoại, sáng đi lên lầu, chiều đi xuống đất, tối đi lên lầu đi ngủ rồi sáng đi xuống. Em gác lại hết tất cả các gác dự án hết tất cả các dự án và gần như là không đi ra đường luôn chị. Bởi vì á, thứ nhất là tính em ngày xưa thì nó hơi khá nhạy cảm. Tính em thì lại kín đáo, em không có thích là mọi người cứ đem cái câu chuyện riêng tư của mình mà cứ nói đi nói lại nhiều lần. Xong rồi lúc đó là em giấu luôn, em giấu với tất cả fan hâm mộ, bạn bè, thân thì mới biết thôi. Mà lúc đó thì cũng không có đi ra ngoài bởi vì mình không muốn người ngoài biết mình đang có baby. Trong 9 tháng thai kỳ đó thật sự là em rất là cô đơn và rất là buồn, bởi vì thì
lúc đấy thì anh Đạt cũng phải đi làm, gia đình thì ba mẹ vẫn phải đi làm. Lúc đó mình cũng sống trầm lặng, không hiểu sao mình sống trầm lặng. Nhưng mà chị, lúc đó em có thấy như vậy là bất thường không? Lúc đó em tận hưởng hay là em phải chịu đựng? Có những lúc em tận hưởng, cũng có những lúc mình cảm thấy sao mình buồn quá, mình cô đơn quá. Nhưng mà thật ra lúc đó, cho dù mình có chuẩn bị tâm lý thì em cũng chỉ có mới khoảng 19 tuổi, 20 tuổi thôi. Một cái tuổi nó rất là trẻ để mà làm mẹ. Mà cũng cho dù mình có chuẩn bị kỹ đến đâu thì nó cũng sẽ chắc chắn thiếu hụt kiến thức. Tâm lý mang bầu mình thay đổi liên tục mà lúc đó mình cũng không biết. Có lúc buồn, có lúc vui, có lúc mà mình thấy chồng mình về, mình thấy trời vui quá, anh về rồi. Mình rất là tận hưởng những cái giây phút khi mà mình có người bên cạnh mình. Còn những lúc mà chồng đi làm hay là gia đình không có ai, ai cũng đi công việc, tự nhiên mình thấy mình sao á. Thế thì buồn, cái hoạt động tả được. Cái hoạt động ở nhà của em là em sẽ tập, gọi là em sẽ làm cái gì? Em sẽ nằm cho thời gian nó trôi, hay em xem phim, hay em đọc sách, hay em làm bánh, em nấu nướng, hay là em cũng có nhắn tin qua lại với một vài người bạn thân? Em không có bị ngán như người khác là bị thèm ngủ, ói hay là như thế nào đó, mà em ngủ suốt. Trong khoảng 4 tháng đầu là em gần như em ngủ không. Thì đến khoảng tầm 5-6 tháng thì bắt đầu là em có lên mạng chat với bạn bè. Kể từ đó là buồn, bắt đầu mới tập thành bán hàng online á chị. Dạ, bắt đầu mới bán hàng online thì lúc đó mới là tìm thấy chính mình ở một tìm thấy chính mình ở một khía cạnh mới. Thế này cũng thú vị. Nhưng mà những cái biểu hiện đó của em á, những cái người thân cận kề có nhận ra là cái sự trì trệ về cảm xúc của em tại thời điểm đâu? Mẹ em thì cũng có nhận ra đó, nhưng mà thường bản thân em hơi bị giấu kín cảm xúc quá. Nếu mình có buồn thì mình cũng sẽ tỏ ra là mình ổn. Ok, mình ổn để cho mẹ không có phải lo lắng. Hoặc là những lúc nào mà em buồn thì em lại trốn vô phòng mình, em không ai thấy em hết. Em không biết sao nhưng em không thích người khác thấy mình buồn. Em sợ cảm giác bị người ta tội nghiệp với chị. Em không thích như vậy. Theo như cái trải nghiệm của Ngọc thì rõ ràng là bạn hoàn toàn đón nhận con mình. Nhưng mà cái đón nhận đó nó nằm ở cảm xúc. Nó nằm ở cái chuyện là trước đó mấy tháng các em nghĩ là mình cũng là mẹ, mình cũng thích có em bé và mình sẵn sàng đón nhận việc ra đời của em bé, nhưng mình chưa sẵn sàng với những cái năng lực đi kèm với cái sở thích đó. Một cái cô gái tròm trèm 20, thực sự các bạn còn nhiều thứ để quan tâm và đôi khi mình cũng bị chấn thương vì những cái thứ nó cũng nhẹ nhẹ thôi. Thì bây giờ với một cái sự kiện nó quá lớn với cuộc đời, có thể mình tải nó chưa có hết, cho nên em bị căng thẳng. Mặc dù hỏi là em có đón nhận không? Em có đón nhận, nhưng mà thưa quý vị, với bất cứ một cái sự kiện nào, cái sự đón nhận á, mà nếu như nó là chủ động, nó phải nằm trên hai chiều kích. Một, đó là cảm xúc, tức là tôi sẵn sàng với điều đó. Và hai là năng lực, đó là tôi biết cách để ứng xử với cái điều đó thì nó mới ổn. Có rất là nhiều khán giả họ hay trách nghệ sĩ rằng là ủa sao phải giấu? Tức hồi khi thấy chúng tôi sanh em bé rồi thì mọi người mới nói đó, hồi đó nó có bầu mà chối kiểu kiểu vậy. Thì quý vị hãy thông cảm, bởi vì lúc đó chúng tôi không còn là nghệ sĩ nữa, mà đơn thuần chúng tôi cũng là một người phụ nữ và đang mang thai như bao nhiêu người phụ nữ khác. Thế thì giờ sau đó thì bán hàng online có vui lại không? Dạ vui chứ chị, lúc đó là gần như tự nhiên mình thấy mình hoạt bát lại. Dạ đúng rồi, tại vì khi mà trước đó là em chỉ đi làm nghề thôi, em chỉ đi diễn thôi. Và khi mà mình ngưng diễn rồi, mình giống như là một người đang rất là nhiều năng lượng, tự nhiên bây giờ ngồi bị một chỗ băng, bó tay bó chân không cho làm gì. Ê, hết cái cảm giác này nè, đóng cặn. Hiểu không? Hiểu cái cơ chế đóng cặn của cái lu nước không? Cảm thấy vô dụng á chị. Cảm thấy vô dụng mà mình cứ bị tù lại đó, rồi mọi thứ nó mờ mịt, không có được lên. Đó xong bắt đầu khuấy lên. Ban đầu á là không nghĩ là mình kiếm tiền, chỉ là trong cái khoảng thời gian này mình đang quá rảnh rỗi, mình tìm một cái gì đó mình làm để thứ nhất mình không để bị suy nghĩ tiêu cực. Cái thứ hai là mình có công việc gì làm, cái mình gì cũng đó để vui làm. Thì không ngờ nó cũng hợp á chị. Nó cũng kiếm hơi ăn nhiều à, như vậy chị. Cũng được đó. Từ đó là cái kinh doanh online nó gá vào em tới bây giờ. Thế là cái niềm vui á Lan, nó rõ ràng trong từng con số. Lúc bầu thì mình lên bao nhiêu cân? Em lên khoảng 13 cân. Nhưng mà em rất là may là em không có bị bị phù. Nghĩa là mặt em nó không có bị nở những cái nét. Ý là không có giống như chị á đúng không? Ủa chị có nở hả? Mà em nhớ là lúc mà gần 9 tháng, 8 tháng rưỡi hơn rồi, thì em có kiểu đánh liều, bây giờ buồn quá rồi, đánh liều đi cà phê với bạn. Thì lúc đó em nhớ là em mặc cái đầm rộng vậy, không ai biết em có bầu luôn á. Nếu mà chị nhìn từ phần ngực trở lên thì mọi người sẽ không bao giờ biết em có bầu. Thì khi mà em sanh xong, một tháng sau là em về ký số ký như cũ. Bữa cũng có cái số, cũng có bạn đó vậy, xinh xinh đẹp đẹp vậy đó, sanh xong cái về ký lại luôn. Không Lan cả. Không nhận á, mặt em lúc này đành hanh dễ sợ luôn. Lan mặt em đành hanh lắm. Chị lên xương xương có 20 ký à?
Nhưng mà chị có ăn thoải mái hay là chị ăn theo chế độ hay ăn cũng gì cũng có chế độ lắm. Nói chung là cũng nghiên cứu là mình cần ăn cái gì và cần nạp vô gì, nhưng mà tới khi mà mình thèm là quất lá. Đó là mình nghiên cứu thôi. Lý thuyết nó là như vậy. Rồi thì... có khi nào đang ngồi bán hàng online rồi đau bụng đẻ đi đẻ không? Không không, đây để em nói kể tới cái chuyện đi đẻ. Thế thì đi đẻ thì sao? Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Em nhớ là ngay cái ngày hôm hôm đó là 8 tháng 3, nhà em đang ăn uống ở nhà quay quần 8 tháng 3. Thì hôm đấy là anh Đạt với lại ba em thì cũng có uống một chút bia. Anh Đạt anh kêu là sáng ngày mai tôi đi tỉnh đó nha. Xong cái em mới chọc, giỡn, em mới kêu là thôi ông khỏi đi, mai lát tôi đi đẻ giờ đó. Nghĩa là em chỉ nói vui thôi. Lúc đó là lúc đến đó ngày... là còn khoảng một tuần nữa mới đến ngày dự sinh. À, cho nên mình nói chơi chơi vậy. Thôi. Dạ. Anh Đạt còn như cũng uống mấy lon với ba em vậy đó. 9 giờ mấy là lên ngủ rồi. Đến khoảng 12 giờ mấy tự nhiên em đau bụng quá, mà thật sự lúc đó mình cũng không biết đó là dấu xanh. Em chỉ thấy đau bụng quá, sao nó đau hoài vậy ta? Nó cứ đau mà đau liên tục. Thì em nghĩ chắc là cơn gò giả thôi. Sau thì em đi toilet ra thì nói có máu báo xanh. Dạ. Cái thì em mới kêu anh Đạt, cũng kêu vậy mà chị biết không, lúc đó mới cái dầu mà xỉn xỉn mới vừa vô giấc ngủ thì em vừa kêu Đạt vậy đi đẻ đấy, đây có máu báo xanh rồi, kiểu anh hoảng hồn quá, chị không biết vụ gì đẻ gì ai đẻ đẻ gì ai đẻ mà em nói là cái khuôn mặt của ông không bao giờ cuộc đời em quên được. Em nói ông làm gì vậy, cũng giống như lúc đó không phải là ổng nữa, mà chị hiểu cái cảm giác mà mới vừa vô giấc ngủ mà tỉnh dậy mà chưa có kịp hoàn hồn, hồn chưa về, ai đẻ mà con mắt ổng không có nằm ngay trọng tâm, hai con mắt ổng lệch ra hai bên luôn á chị. Trời ơi, em nhớ là em cười đau bụng luôn á. Trời ơi. Xong cái là em kêu ông tỉnh thôi, ông tỉnh, em vỗ vô mặt mấy cái, tôi đi đẻ với ai đi đẻ. đi. Sau lúc đó bắt đầu ông mới tỉnh, ông chở em đi đẻ chị. Trời ơi. Em nhớ không bao giờ em quên. Giờ ông đi đẻ mà ai đi đẻ. Lúc vô tới bệnh viện là ông tỉnh chưa? Ông tỉnh rồi, mà ông cho em đi vô cái chỗ mà đo tim thai xong là ông đi ngủ. Ông đi ngủ luôn chị, tại vì bây giờ ông xỉn quá ông đi ngủ. Khi mà em đo tim thai xong bắt đầu chờ bác sĩ vô, em mới lên bàn xanh, cái em đi ra nữa. Ổng đâu? Không có ai chứ, ổng chơi chơi, không mình à. Mà em đi dắt, lúc đó em nhớ là 3 giờ mấy sáng ở bệnh viện. Em đau bụng là 12 giờ mấy, em lên đến bệnh viện là 1 giờ mấy. Vô đo tim thai rồi này kia, bắt đầu bác sĩ kêu bây giờ ngồi chờ, bác sĩ vô rồi lên bàn xanh. Cái em đau bụng quá, em đi ra em kiếm, ủa không đi đâu chơi, mà trong người không hề có một cái điện thoại nào hết. Em là người rất sợ ma. Mà bây giờ lúc đó là đau quá rồi không sợ luôn. Mà trong bệnh viện có một mình em đi giáp vòng bệnh viện. Quên luôn cái nỗi sợ của mình. Quên luôn cái nỗi sợ đó. 4 giờ mấy là bắt đầu em sanh. Nói chung là sanh cũng thuận lợi. Em nhớ là sau khi mà em ra giường rồi em mới kể lại cái chuyện đêm ngày hôm qua cho bố Kít nghe. Sao ông không nhớ gì hết á chị? Ông nói ủa tôi vậy hả? Sao kỳ vậy? Trời ông vậy đó, hên tôi không có máy quay phim á, không là tôi quay lại ông rồi đó. Cuộc đời em không bao giờ em quên được cái khuôn mặt của ổng lúc đó luôn á chị. Phải khuôn mặt bình thường mình không nói. Con mắt ổng không có nằm ở trọng tâm. Hai con mắt ổng nằm hai bên đây nè, hai bên thái dương. Sao có thể làm được cái chuyện đó ta? Ví dụ mà người ta có lé thì cũng phải cùng, phải cùng đúng không? Đau bụng quá chịu không nổi rồi, nhưng mà nhìn cái mặt ổng thiệt lúc đó vỡ ối không biết sao luôn. Em giỡn hoài. Thế thì em sinh thường thuận lợi không, trong cái việc là gọi là gặp con lần đầu, cho con bú này kia nọ? Cũng không thuận lợi lắm á chị. Cuối thai kỳ thì đi khám bác sĩ có nói là nước ối hơi xấu. Thì khi mà sanh xong thì con em phải nằm dưỡng nhi 3 ngày. Bởi vì nước ối xấu cho nên là da bé hơi vàng, với lại là cái bác sĩ có nói như vậy. Chứ trong cái thời gian em thai kỳ, em có một khoảng thời gian em bị stress. Thì khi mà em bị stress như vậy, em bé nó cũng sẽ bị stress. Và nó ị cái phân su vào cái nước ối. Dạ. Thì nó ị cái phân su vào cái nước ối, thì cái nước ối của em nó bị xấu. Đó. Thì đó cũng là một cái
để cho các mẹ sau này về để ý và cố gắng, mặc dù biết là mình trong lúc thai kỳ mình sẽ thay đổi tâm trạng rất là nhiều, nhưng mà mình cố gắng mình hạn chế để mà đừng để ảnh hưởng tâm lý. Và nhất đó là những người ảnh hưởng tâm lý gần nhất đối với các mẹ bầu đó là chồng. Ừ. Chồng và những người có liên quan. Yeah. Cho nên là đó, chúng ta đã nói về rất nhiều cái gọi là trầm cảm sau sinh. Nhưng mà thực ra trầm cảm thai kỳ nó cũng là một cái điều cực kỳ nguy hiểm. Đó. Cái cảm giác của em khi mà lần đầu tiên mình nhìn thấy con nó như thế nào? Nó khó tả lắm chị, kiểu như là giống như con búp bê vậy. Sao bé xinh xinh em không dám bế. Nhưng mà em lúc mà em trong phòng sinh đó là em đã gặp con, lúc mà con lọt lòng là mình đã thấy con. Mình đã thấy con. À. Nhưng mà em sao không da kề da. Không, lúc đó lại tại vì là em bé em bị nước ối xấu hay sao á. Cho nên phải đưa đi ngay lập tức. Cho nên phải đưa lên Dưỡng Nhi liền chứ không có được da kề da như mấy bé. Thế là sau đó là mình gặp con là mình thấy con qua trong cái lồng kính. 3 ngày sau em mới được gặp. Em có được vô cái phòng không Dưỡng Nhi vô luôn chị? Không luôn. Dạ. 3 ngày đó nó giống như 3 năm vậy đó. Sữa chị về chưa? Lúc đó sữa về chưa? Lúc đó là sữa về rồi, khoảng 7 tháng là em đã có sữa non rồi. Cho nên là trời rất là, nói chung là có nhiều cái để tấn công mình lúc đó ha, vừa là cảm xúc nhớ con, vừa là cái cơ thể của mình. Thế là 3 ngày sau gặp lại thì da dẻ thẳng thớm chưa? Ba ngày sau gặp lại thì cũng đỡ hơn. Bác sĩ nói là ổn, tình hình ổn hơn rồi. Nhưng mà mỗi ngày phải tích cực cho phơi nắng. Với lại nếu như về nhà mà da có vàng nữa thì phải đưa lên bệnh viện liền. Mà lúc lần đầu tiên mình khi mà trả con về cho mình, cái cảm giác đó nó sung sướng lắm chị. Không có một cái cảm xúc nào mà có thể diễn tả được. Bởi vì thứ nhất là mình nghe con mình như vậy mình cũng lo nè. Rồi á, cái cảm giác mà khi mà mình sanh xong rồi mà mình không gặp được con mình mà phải đợi đến 3 ngày sau mình mới được gặp. Thế thì khi mà con về một cái là ôm liền không? Vậy hả? Vừa ôm vừa run vậy nè chị. Sợ hả? Biết ẩm không? Nó có biết ẩm đâu chị. Lúc đó phải nhờ là bà ngoại là mẹ em là phải ban đầu đưa em đưa hai tay. Mẹ không có, phải để tay vậy. Dạ để như vậy. Tại lúc đó em cũng còn nhỏ mà. Cái đưa ra đặt như lên. Cầm món đồ. Xong cái là mẹ mới chỉ cho cái cách bế. Nói chung là cũng rất là bỡ ngỡ và cũng có nhiều cái mình nhớ lại, nó cũng là một cái ngây ngô nhưng mà nó cũng là một cái kỷ niệm. Đúng rồi. Bế con về bây giờ em nói em còn nổi da gà, kiểu cảm giác mình sung sướng á. Mình được ôm con mình biết con mình ổn rồi. Rồi ở thêm bệnh viện một ngày nữa, bắt đầu là mấy mẹ con được xuất viện đi về. Ở trong bệnh viện thì có y tá, bác sĩ rồi chăm. Tới hồi về nhà là mình mới là cái người trực tiếp chăm sóc cho con của mình nè. Gian nan dữ không em? Em thì nói chung là được may mắn hơn những bạn khác là bởi vì có ngoại, có nội. Rồi cũng gia đình cũng đông người. Cho nên là mọi người thi nhau, không đến lượt mình chăm. Tại vì về là ngoại cưng quá, ngoại cứ đòi chăm. Rồi cũng có bà vú, thì bà vú cũng giúp chăm bé. Rồi cũng có cô dì chú bác gần nhà cứ qua thăm. Ngay cả ban đêm thì cũng sẽ có người hỗ trợ mình để chăm bé. Dạ, ban đêm thì có vú. Có vú hỗ trợ chăm. Cho nên tính ra là mình cũng khá là gọi là không có bừa bộn lắm trong cuộc sống của mình khi đón con về. Cuộc sống bỉm sữa của dì Bảo Ngọc là chỉ là ăn rồi cho con bú. Rồi nếu mà có hút sữa thì hút, còn không sữa thôi là cho con bú rồi, còn mọi cái là mọi người khác lo, không tới lượt mình, không có cơ hội. Dạ. Nói chung nhàn lắm á chị. Bây vậy giờ... có bao giờ được tắm con chưa? Dạ chưa chị. Trả lời mà rất thiệt lòng thưa quý vị. Chị biết dạ tại chưa chị? Tại vì á em bế em đã sợ rồi. Bế con vì con nó bé quá. Xong rồi á là một tháng sau khi mà về á là em có nhờ cô hộ sinh đến nhà để tắm. Sợ lắm, con nó mềm xẹo quá. Em tắm con lần đầu tiên là lúc con bao nhiêu tuổi? Cái gì bao nhiêu tuổi chị? Chị phải hỏi là bao nhiêu tháng chứ. Đúng rồi, phải như vậy. Đi chứ mấy tháng thì lần đầu tiên mình được tắm con. Phải dùng từ được á Lan. Bé cỡ khoảng 3-4 tháng là em mới dám tắm, bởi vì lúc đó bé nó cứng hơn rồi. Đúng rồi, cũng đập thì em á, được rồi đó. Em cũng có biệt danh là con để bổ quá chị. Con để bổ là con đổ bẻ. Con đổ bẻ á chị, cho nên mẹ em không có dám vào. Cái là giờ đâu là có thể em đi em còn dắp té bế một đứa bé tắm cho nó. Đến cái giai đoạn cho ăn thì sao, có khó khăn không hay là lúc đó là vẫn có bà ngoại để hỗ trợ cho ăn? Thì bé kiết nhà em nó cũng trợ vía, nó cũng dễ ăn,
Nhưng mà do thật ra là ngày xưa mình cũng không có quá nhiều kiến thức với chị, cho nên là em cho con ăn hơi sớm. Thay vì là bây giờ mình có nhiều kiến thức hơn thì mình biết được là 6 tháng con nó mới, cái hệ tiêu hóa của nó nó mới đủ để mà ăn. Còn ngày xưa là mình cứ theo mấy quan niệm của mấy người xưa là cỡ khoảng 4 tháng, 5 tháng là cho ăn rồi. Con nó thèm là cho ăn. Cứ thấy nó cái miệng chép chép là cho ăn. Nhưng mà lúc đó bạn nó ổn không? Lúc 4 dạ tháng? Bạn vẫn ổn. Ổn là được. Thôi là bạn vậy vẫn thôi. Ổn. Nhưng mà có cái gọi là có một cái chướng ngại hoặc là có một cái nỗi bận tâm nào đó của em sau khi mà mình sinh con ra mà mình vẫn còn hơi bị buồn buồn giống như trước đó nữa không? Tức là cái tinh thần của em lúc đó là đã hồi phục hoàn toàn chưa? Em thấy là sau khi sinh xong mình buồn thêm, nghĩa là mình buồn không biết vì sao mình buồn. Thật ra lúc đó em cũng không biết là bị mình sẽ bị trầm cảm sau sinh. Em chỉ thấy là ủa tại sao mình cứ ngồi ngẩn ngơ. Mình nhìn con mình cũng buồn, mà mình nhìn thấy chồng mình cũng buồn. Mà không hiểu sao mình buồn. Tức là tâm thế mình không có phấn chấn gì hết. Đúng rồi chị, nó giống như là nó là một cái, nó kéo, có một cái gì đó nó kéo cái tâm trạng mình đi xuống. Rồi bao lâu thì em mới giải quyết được nó? Và giải quyết bằng cách nào? Khoảng 6 tháng sau là em quyết định là em quay trở lại công việc. Bởi vì em thấy là bây giờ ở nhà nữa thì có ngày chắc không biết như nào luôn vì buồn quá. Có khi nào buồn quá mà cãi lộn với mọi người luôn không? Em buồn là em không thèm nói chuyện với ai hết, ăn không ăn luôn á chị. Có nghĩa là em bỏ ăn luôn. Lờ đờ vậy đó. Kiểu như là mình không thèm ăn luôn. Mẹ em sợ quá, mẹ em kêu là trời ơi phải ăn đi, mới đẻ mà không ăn gì hết. Xong rồi mà thực sự lúc đó rất là thương bà ngoại luôn đó. Có nghĩa là đồ ăn là đem lên tận miệng, thiếu điều muốn đút cho mình ăn luôn. Mà tự nhiên lúc đó tâm trạng mình không có để ăn. Xong mẹ em thấy được những cái biểu hiện bất thường của mình. Tối đến xong cái mẹ kiểu ngồi thủ thỉ nói chuyện, kể chuyện này chuyện kia. Rồi hoặc là cả nhà kéo nhau bày uống vài lon, xong rồi kêu em xuống ngồi để cho cái không khí nó hưng phấn hơn là nhà mạnh phòng ai nấy ở, mạnh ai nấy làm. Và sau 6 tháng thì mình quay trở lại với phim trường. Và lúc đó là mình phấn chấn hơn hẳn. Dạ, lúc đó là đi phim quá trời đi luôn. Giống như đi bù lại. Đi bù quá trời, gọi là đi bù. Đi bù lại. Kid năm nay là nhiêu? Kid năm nay 7 tuổi. Ừ, là mình 28 tuổi. Nếu như mà mình mang thai thêm một lần nữa và mình sanh một đứa con nữa thì em có đủ tự tin rằng một mình em có thể chăm con được không? Không cần đến bà ngoại nữa. Em nghĩ là được thì vẫn được. Nhưng mà em vẫn cần có thêm một người để hỗ trợ. Bởi vì thật ra mà nói thì một mình chăm vẫn được chứ chị. Nhưng mà nếu như sức một mình thì có thể sẽ không tốt bằng hai người. Đúng rồi. Nhưng nếu như ở thời điểm hiện tại mà em có baby thì có thể là em sẽ suy nghĩ khác. Đúng rồi. Cảm xúc của mình nó cũng sẽ khác. Em cũng sẽ không khép mình như ngày xưa nữa. Bây giờ là mình đã có kinh nghiệm rồi, có đầy đủ cái kiến thức để mà mình có thể nuôi con được rồi đúng không? Bây giờ thì mình có cái lời nào nhắn gửi đến cái người mà mình thương yêu nhất không? Thật ra thì cái người mà em muốn cảm ơn nhiều nhất đó chính là mẹ em và gia đình của em. Bởi vì ngay cả những cái ngày mà em sau khi sinh con xong hoặc là có những cái biến cố trong cuộc sống của em thì cái nền tảng mà để cho em vượt qua được nhanh nhất đó là gia đình. Khán giả cũng nhìn thấy em là ô tại sao Ngọc lại mạnh mẽ như vậy, là nhờ em được sự chia sẻ từ gia đình. Cho dù mình có như thế nào, mình có sai lầm hay mình có vấp ngã thì con vẫn là con của mẹ. Và con về đây mẹ vẫn giang tay ôm con vào lòng. Cho dù con lớn như thế nào, con cũng cảm ơn mẹ rất là nhiều. Và cuộc đời con rất là may mắn khi mà được sinh ra trong một môi trường có rất là nhiều tình thương. Con cũng học được rất là nhiều để mà sau này con có thể dạy dỗ những đứa con của mình. Người ta bảo nước mắt chảy xuôi là đúng. Đúng rồi. Đến già và thì cho dù mình có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì mình cũng vẫn là một đứa trẻ bé bỏng trong vòng tay của cha mẹ mình. Cảm ơn em đã mang đến cho chương trình một câu chuyện rất là dễ thương, rất là thú vị. Và chương trình cũng có phần quà rất là xinh xắn và dễ thương dành tặng cho em. Đây là bộ son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản. Cảm ơn chị và cảm ơn nhãn hàng. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Và chương trình cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản đã hỗ trợ cho chương trình. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ không quên kênh YouTube của chương trình, đó là MCV Media hoặc là cổng thông tin lớp TV quý vị nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
đến mùng 2 Tết tự nhiên cả một buổi nó không đạp gì cả. 38 tuần vẫn im re, 39 tuần không động tĩnh gì cả. Cái 3 giờ chiều hai vợ chồng quyết định là xách nhau đi vào cấp cứu. Thì vào đến nơi, vừa đến gặp cổng bệnh viện, vừa gặp ông bác sĩ, nó đại đạt. Hai vợ chồng gom đồ, vẫn không quên ghé tiệm hủ tiếu ăn lấy sức đựng đẻ. Cái bước này có nhiều mẹ bỉm sữa không bao giờ bỏ qua. Có em nữa. Chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa, chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 phút trên kênh HTV7 và thứ bảy hàng tuần.